Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Sau 27,5 ngày làm việc nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm cao theo đúng quy định của pháp luật, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các tổ chức cơ sở đảng huyện Yên Mô chú trọng nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của đảng. Nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa bão năm nay, huyện Kim Sơn đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống từ sớm, từ xa với phương châm 4 tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, sau 27,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, sáng nay Quốc hội tiến hành phiên bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại kỳ họp này đã có 936 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký, 750 lượt đại biểu phát biểu, trong đó có 42 lượt đại biểu tranh luận tại hội trường, có 2.119 lượt đại biểu phát biểu tại tổ. Các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trọng tâm. Có nhiều ý kiến phát biểu trí tuệ, sâu sắc trên tinh thần xây dựng, phản ánh khách quan, toàn diện, thực tế đời sống, xã hội tại nghị trường. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất tại một kỳ họp kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 11 luật, xem xét thông qua 21 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật. Để đảm bảo yêu cầu pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan tổ chức hữu quan tập trung chỉ đạo quán triệt khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các luật nghị quyết vừa được kỳ họp thứ 7 thông qua để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, thực hiện kịp thời hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, các gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn và toàn thể nhân dân, đáp ứng với sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng, pháp luật nhà nước. Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, đồng thời tiến hành công tác nhân sự khác theo thẩm quyền và đã đạt được sự đồng thuận thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Nhấn mạnh, kỳ họp thứ 7 đã thành công tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan của Quốc hội. Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng từng nội dung của kỳ họp. Nhờ vậy, mặc dù có những điều chỉnh về chương trình, nội dung kỳ họp, trong đó có những vấn đề gấp, khó, phức tạp, nhưng vẫn bảo đảm thông suốt, thận trọng, linh hoạt, hiệu quả trong điều hành và đồng thuận, thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Tiếp tục khẳng định nỗ lực quyết tâm của Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ với nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn đất nước. Học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chính vì vậy, công tác này luôn được các tổ chức cơ sở Đảng của huyện Yên Mô chú trọng. Một trong những nội dung then chốt mà Yên Mô đẩy mạnh là đa dạng hình thức học tập, quán triệt triển khai nghị quyết của Đảng qua hình thức trực tuyến và trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Trên cơ sở đó, các chủ trương, định hướng lớn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của cấp ủy Đảng đã nhanh chóng được tổ chức thực hiện, bám sát thực tế của địa phương. Sau cái hội nghị tổ chức ở trên xã, thì đã chỉ đạo cho các chi bộ tiếp tục về sinh hoạt chi bộ ở dưới cơ sở và phổ biến nội dung nghị quyết, chỉ thị
của Đảng tới 100% đảng viên. Đồng thời cũng chỉ đạo cho Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của xã là tuyên truyền cái nội dung chỉ thị nghị quyết tới toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm được cái nội dung của chỉ thị nghị quyết cũng như là cái chủ trương chính sách của Đảng. Đơn cử như tại chi bộ xóm 4, xã Yên Mỹ, ngay khi được lựa chọn xây dựng đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy chi bộ đã họp bàn tổ chức kỳ sinh hoạt chuyên đề và ban hành nghị quyết lãnh đạo với sự thống nhất cao về quan điểm, cách làm trong quá trình thực hiện các tiêu chí, công trình, phần việc. Chúng tôi đã tổ chức quán triệt đến tất cả các đồng chí đảng viên, phân công các đồng chí đảng viên phụ trách hộ, đồng thời phụ trách các rong để như vậy là lan tỏa, đưa nghị quyết của chi bộ vào đời sống thực tế đến tận người dân, để nhân dân cùng chung tay, chung sức để phấn đấu xây dựng xóm trở thành khu dân cư kiểu mẫu. Còn tại chi bộ tổ dân phố Trung Hậu, thị trấn Yên Thịnh, việc học tập quán triệt các nghị quyết của Đảng luôn được cấp ủy triển khai kịp thời tới đội ngũ đảng viên qua các kỳ sinh hoạt thường xuyên, chuyên đề và các hội nghị của Đảng ủy cấp trên. Với quan điểm học tập nghiên cứu thực chất, đồng chí bí thư chi bộ đã nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chủ trì và trực tiếp truyền đạt quán triệt các nghị quyết của Đảng. Sau khi mà mở rộng không gian thị trấn thực hiện nghị quyết 80 thì chúng tôi đã thực hiện cái nghị quyết số 05 của huyện ủy về xây dựng thị trấn Yên Thịnh trở thành trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của huyện. Thì sau cái kết quả mô hình mà thực hiện cái nghị quyết số 05 thì nó mang lại rất nhiều hiệu quả về thì đường xã đổi mới về các vấn đề khác, nên là mỗi lần nghị quyết ra đời thì chi bộ rất phấn khởi là được các đồng chí xây dựng kế hoạch cụ thể. Sau khi chúng ta triển khai nghị quyết thì chúng tôi có cái chương trình hành động và cái tổng kết đánh giá cái nghị quyết đó. Yên Mô cũng xác định việc đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến phải đi liền với đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, chính quyền, phải cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nguồn lực, đồng thời có sự phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, đảm bảo nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống. Chúng tôi tập trung chỉ đạo đối với cấp ủy các cái chi bộ là thường xuyên bám sát vào các cái kế hoạch văn bản chỉ đạo của Đảng ủy để rồi là tổ chức và duy trì cái chế độ sinh hoạt chi bộ và quán triệt tuyên truyền kịp thời tới đội ngũ cán bộ đảng viên trong chi bộ. Ngoài ra thì chúng tôi dựa vào cái lực lượng báo cáo viên cũng như là cộng tác viên dư luận xã hội thì tập trung cho cái công tác tuyên truyền đảm bảo là kịp thời, nhanh chóng và đáp ứng được cái yêu cầu đề ra. Quan tâm nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng sẽ là nền tảng quan trọng để Yên Mô hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu phát triển, trước mắt là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Những năm qua, Ninh Bình đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động để đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trong đó với việc thành lập các điểm bán hàng Việt đã góp phần đưa hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng. Ngay từ đầu giờ sáng, tại cửa hàng nông sản này đã có khá nhiều người dân đến để mua sắm. Với lượng hàng hóa phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo, nơi đây đang dần trở thành điểm giới thiệu các sản phẩm của tỉnh và của doanh nghiệp, hợp tác xã các tỉnh thành trong cả nước. Ở cửa hàng của chúng tôi thì ưu tiên hàng sản xuất trong nội địa, như các hợp tác xã, rồi các gian hàng các cái của nông nghiệp, của nông dân. Bên chúng tôi đã có liên kết với lại trang trại sản xuất của Đại Hoàng, rau của CP, của Đà Lạt, thịt heo của CP, của sản xuất tại Hà Nam. Tức là sản phẩm có cung cấp đều đủ theo số lượng mình hàng ngày để cung cấp đủ cho người tiêu dùng, đảm bảo về cả về chất lượng, vì hàng mới hàng ngày họ xe họ sẽ trở về tận nơi. Chỉ sau một thời gian ngắn được hỗ trợ xây dựng, điểm bán hàng Việt này đã hoạt động tương đối ổn định, tạo hiệu ứng tốt trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Người dân được tiếp cận các loại hàng hóa phong phú, đa dạng và chất lượng, đồng thời đáp ứng nhu cầu của khách du lịch khi đến với Ninh Bình. Hiện tại thì cửa hàng tôi hàng Việt chiếm 100%, hầu hết là các sản phẩm của Ninh Bình, là các sản phẩm ô cốp để trưng bày giới thiệu, để bán cho các khách du lịch hoặc là để làm quà biếu tặng. Đến đây thì khách hàng thường lựa chọn các sản phẩm dược liệu hoặc là trà để làm quà biếu tặng. Trên đây chỉ là 2 trong số 6 điểm bán hàng Việt được Sở Công Thương hỗ trợ từ năm 2021 đến nay. Để xây dựng được điểm bán này, Sở đã tiến hành khảo sát, điều tra thực tế về cơ sở sản xuất, nhu cầu tiêu thụ của người dân,
hỗ trợ kinh phí để các đơn vị mua sắm trang thiết bị, bảo quản sản phẩm, kệ trưng bày hàng với kinh phí hỗ trợ tối đa là 100 triệu đồng. Đây chính là cầu nối để đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Nói chung là mình mà hàng mình cần thiết thì mình mua nhiều. Những dùng đúng đủ thứ mình dùng cần thiết cho cuộc sống thì mình ra đây mua gần hơn. Chứ mình không phải đi xa. Kẹo, bánh, sữa với lại hoa quả là mình sẽ mua ở đây tiện lợi hơn cho những ở chợ. Bây giờ mình không rõ nguồn gốc, ở đây thì mình sẽ biết được nguồn gốc và xuất xứ của sản phẩm thì mình sẽ tin dùng. Nên mình sẽ ưu tiên hàng Việt hơn. Với những kết quả đạt được, thời gian tới Sở Công Thương sẽ tiếp tục rà soát, lựa chọn xây dựng thêm nhiều điểm bán hàng Việt tại các địa phương trong tỉnh nhằm giúp người dân được mua sắm hàng hóa bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý. Đồng thời hỗ trợ các đơn vị đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa để làm phong phú hàng hóa, đảm bảo chuỗi cung ứng và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đặt ra tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu phải có ít nhất một mô hình thôn, xóm, nông thôn mới thông minh. Thời gian qua, huyện Ninh Khánh đã tích cực thực hiện tiêu chí này, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Triển khai xây dựng mô hình thôn thông minh, xã Khánh Hòa lựa chọn xóm chùa là một trong hai đơn vị để chỉ đạo thực hiện. Đến nay sau nửa năm triển khai, nhiều lĩnh vực đời sống của nhân dân đã và đang đổi thay rõ rệt. Người dân quen với việc nhận thông tin từ chính quyền xã huyện, thanh toán giao dịch thương mại điện tử thông qua chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn. Tôi đã được xã tuyên truyền và bán hàng mã QR này rất là thuận tiện cho những người mua và người bán. Và không, người ta không có tiền nhưng mà đến người ta chuyển khoản rất là nhanh, rất là thuận lợi. Xuân Dương 2 là thôn đầu tiên xây dựng mô hình thôn thông minh của xã Khánh Cư. Thôn đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, tuyên truyền hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, trong đó tập trung hướng dẫn khai thác các phần mềm thuộc hệ thống chính quyền điện tử như app công dân số, chữ ký số cá nhân trong cơ quan nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi đã được cài đặt app công dân số và hình thức trao đổi, và ví dụ chúng tôi có cần gửi giấy đi xin giấy cho con để sử dụng dịch vụ công thì rất là thuận tiện. Có thể là mình ngồi ở nhà nhưng mà mình vẫn gửi được ý kiến phản hồi của mình với những cái nội dung ví dụ liên quan đến công việc hoặc là những cái văn bản mà các đồng chí cấp xã muốn gửi cho đến nhân dân để tuyên truyền thì chúng tôi cũng nhận trên app được. Để nâng cao nhận thức của mỗi người dân về chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, các phòng ban ngành đơn vị của huyện Yên Khánh tăng cường công tác tuyên truyền. Cùng với đó, các tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền về dịch vụ công, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản và sử dụng các giao dịch trực tuyến qua điện thoại thông minh. Đến nay, toàn huyện có 8 thôn đã và đang xây dựng mô hình thôn thông minh. Hầu hết các thôn xóm được chọn xây dựng thôn thông minh trên địa bàn huyện đều đã thành lập trang thông tin điện tử trên nền tảng mạng xã hội Zalo, giúp người dân tiếp cận thông tin mới, chính xác và nhanh chóng. Cùng với sự hỗ trợ của xã, các thôn đã huy động nguồn lực từ xã hội hóa để lắp đặt hệ thống Wi-Fi tốc độ cao miễn phí, camera an ninh, giám sát tại các khu vực công cộng, tuyến đường trục chính. Trong cái thời gian tới thì Ủy ban huyện cũng chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai xây dựng mô hình các thôn thông minh trên địa bàn và cũng gắn liền với cái việc xây dựng chuyển đổi số cũng như xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng mô hình thôn thông minh đối với các thôn xóm phố trên địa bàn các xã thị trấn trên toàn huyện, tiếp tục huy động lực lượng cán bộ thôn và người dân trong thôn là tiếp tục xây dựng các cái cơ sở hạ tầng cũng như là cái tinh thần đoàn kết cùng chung tay xây dựng mô hình thôn thông minh tại địa phương. Việc xây dựng thôn thông minh đang có sức lan tỏa mạnh mẽ ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Yên Khánh. Điều này không chỉ giúp người dân nông thôn tiếp cận gần hơn với các ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng đời sống, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả điều hành của cấp ủy chính quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến nay, toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 186 trên 268 thôn xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ban tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Lư lần thứ tư năm 2024 vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc thi. Các đại biểu dự hội nghị đã nghe dự thảo phân công nhiệm vụ cho thành viên ban tổ chức, đại diện các đơn vị thảo luận về công tác chuẩn bị, nhất là tuyên truyền, quảng bá, đề xuất các giải pháp để lan tỏa rộng rãi hơn nữa cuộc thi, thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Cuộc thi Người đẹp Hoa Lư lần thứ tư năm 2024 có 3 vòng thi, sơ tuyển, sơ khảo, chung kết.
Dự kiến vòng sơ tuyển diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 7, vòng sơ khảo từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 8 và vòng chung kết từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 8 tại thành phố Ninh Bình. Tham dự cuộc thi, các thí sinh có cơ hội đạt được các danh hiệu Người đẹp Hoa Lư, Người đẹp Hoa Lư thứ 2 và Người đẹp Hoa Lư thứ 3. Các danh hiệu chính thức của cuộc thi sẽ được đề cử giới thiệu tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ngoài ra còn có các danh hiệu khác. Các thí sinh vào vòng chung kết sẽ cùng tham gia các hoạt động cộng đồng và quảng bá du lịch của tỉnh theo kế hoạch của ban tổ chức. Thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy lòng nhân ái, tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, giáo dục thẩm mỹ, khẳng định tôn vinh giá trị vẻ đẹp về hình thể, tâm hồn, tài năng, trí tuệ của nữ thanh niên vùng đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời, góp phần quảng bá, tôn vinh hình ảnh đất và người Ninh Bình, những di tích, danh thắng nổi tiếng của tỉnh. Đặc biệt là quần thể danh thắng Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tới đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Thời gian qua, cán bộ hội viên Hội Người Cao Tuổi trong tỉnh luôn nêu gương sáng trong các phong trào thi đua bằng những hoạt động việc làm cụ thể thiết thực, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đây là một trong những kết quả nổi bật được chỉ ra tại hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng qua, hoạt động của các cấp hội người cao tuổi và phong trào tuổi cao gương sáng trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện, luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối kết hợp các ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan. Đặc biệt trong tham mưu có nhiều giải pháp sáng tạo để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, như việc nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở cấp xã. Người cao tuổi luôn tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Các hoạt động do Hội Người Cao Tuổi tổ chức ở cơ sở, khu dân cư đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa sâu rộng, đóng góp quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi cấp tỉnh và cấp huyện xây dựng kế hoạch và hoàn thành việc tổ chức Đại hội Hội Người Cao Tuổi nhiệm kỳ 2024-2029. Các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động người cao tuổi phát huy vai trò gương mẫu, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng chính quyền vững mạnh, chung tay xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh du lịch trên địa bàn. Thưa quý vị các bạn, mùa hè năm nay được dự báo là rất cực đoan, khắc nghiệt. Nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Để chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng, trong mục dân hỏi cơ quan chức năng trả lời ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay ông Nguyễn Văn Sương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình để cùng trao đổi làm rõ hơn về nội dung này. Xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình. Và câu hỏi đầu tiên xin được chuyển tới ông là của khá nhiều khán giả. Muốn ông cho biết rõ hơn về những nguy cơ có thể xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh trong mùa nắng nóng năm nay. Vâng, năm nay thì một trong những cái năm mà nắng nóng cực đoan, nguy cơ cháy rừng ở tỉnh rất là cao. Đặc biệt là các cái khu trọng điểm cháy rừng của tỉnh như là các cái khu rừng núi đá, rừng thông, các cái khu trọng điểm như là Tràng An, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Đấy, và các cái khu rừng thông của tỉnh thì cái nền nhiệt thì cao và cái vật liệu cháy thì rất là lớn, cho nên là cái nguy cơ cháy thì thường xuyên có thể xảy ra. Và cái nguy cơ nữa là cái là ngừa mùa hè, cho nên là các cháu nghỉ hè thì thường thường vào trong rừng để đốt ong, rồi là mùa hè nắng, cho nên là người dân du khách thì thường là tập trung ở các cái khu rừng, đến cái khu rừng, các cái khu mà có cái cảnh đẹp, rồi là du lịch tự phát. Đấy, cho nên là sẽ nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Vâng ạ, như ông vừa chia sẻ thì những diện tích rừng tại các khu di tích, rừng giáp danh với khu dân cư, rừng phòng hộ tự nhiên trên núi đá là những nơi có khả năng cháy rất cao, và thực tế là trong những năm trước đây thì cũng đã xảy ra cháy tại các khu vực này. Vậy với chức năng nhiệm vụ được giao thì chi cục đã triển khai những cái giải pháp gì để phòng chống cháy rừng thưa ông? Vâng, năm nay thì chúng tôi cũng đã rất là sớm
để tham mưu cho tỉnh ra cái công điện để thực hiện cái công tác phòng cháy cháy rừng và thực hiện cái công điện của Thủ tướng Chính phủ. Các cái ban chỉ huy phòng cháy cháy rừng của các cái địa phương thì chúng tôi cũng tăng cường cái công tác kiểm tra. Và chúng tôi tham mưu cho ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh kiểm tra các cái khu trọng điểm cháy rừng. Đấy, và đặc biệt là các cái khu Tràng An, các cái khu rừng mà thuộc cái của các cái chủ rừng là doanh nghiệp làm công tác du lịch. Thứ hai nữa là các cái đơn vị địa phương, các cái ban chỉ huy phòng cháy cháy rừng của các địa phương thì theo cái phương châm bốn phương án bốn tại chỗ là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Thì khi có cháy rừng xảy ra thì sẽ xử lý được ngay. Đấy, và chúng tôi cũng tăng cường cái phối hợp giữa các cái lực lượng chức năng và có cái ký quy chế phối hợp, hiệp đồng giữa các cái lực lượng công an, quân đội và kiểm lâm để thực hiện cái phương án phòng cháy cháy rừng. Khi có cháy rừng xảy ra thì huy động các cái lực lượng phương tiện để thực hiện cái công tác phòng cháy cháy. Người dân và các du khách khi có phát hiện cháy rừng thì phải điện ngay và phải xử lý ngay cái công tác với cái dập lửa và báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý. Và chúng tôi cũng có cái chỉ đạo các cái đơn vị lực lượng kiểm lâm địa bàn là phải tăng cường cái công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm đối với công tác phòng cháy cháy. Vâng ạ, năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cũng là vấn đề được khá nhiều người quan tâm, đặc biệt là những người dân ở nơi có rừng. Vậy năm nay tỉnh đã có sự quan tâm đầu tư như thế nào để có thể nâng cao năng lực, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra? Vâng, chúng tôi cũng sớm tham mưu cho tỉnh để phê duyệt cái kinh phí, cấp kinh phí để phòng cháy chữa cháy. Kế hoạch phòng cháy cháy rừng của tỉnh năm nay thì chúng tôi cũng đề xuất cái nhiệm vụ là cấp cảnh báo cháy rừng của tỉnh, tăng cường cái phương tiện, dụng cụ cho cái công tác phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi tham mưu để tỉnh có cái kinh phí cho những người mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia cái công tác chữa cháy rừng. Thế và cũng khuyến khích để những người mà tham gia công tác phòng cháy cháy thì có cái kinh phí để thực hiện. Thế và cũng thực hiện nghiêm cái quy định là khi có cháy rừng xảy ra thì mọi người dân, doanh nghiệp rồi là các cái đơn vị đóng chân trên địa bàn mà có cái cháy rừng xảy ra thì thực hiện cái huy động lực lượng của cơ quan chức năng. Vâng ạ, bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng cũng như là các địa phương thì ý thức của người dân có vai trò quyết định trong công tác này. Vậy ông có khuyến cáo gì tới người dân, chủ rừng, khách du lịch để hạn chế thấp nhất các cái vụ cháy rừng có thể xảy ra? Vâng, đối với cái công tác phòng cháy cháy rừng, đặc biệt là trong cái mùa đỉnh điểm nắng nóng này, thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân và các cái tổ chức doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, rồi là tham gia du lịch thì không được sử dụng lửa. Thế và phải tuân thủ các cái quy định của nhà nước về cái phòng cháy chữa cháy. Trên địa bàn tỉnh ta thì có rất là nhiều các cái khu điểm du lịch, nhưng mà các cái điểm du lịch chưa được phép thì người dân là tự phát, cho nên là cái khuyến cáo là không được du lịch ở những cái nơi mà chưa được phép. Đấy, người dân tự phát và có cái sử dụng lửa trại rồi để xảy ra cháy rừng thì rất là nguy hiểm, cho nên là chúng tôi cũng khuyến cáo đề nghị. Và các cơ quan chức năng thì kiểm lâm địa phương ấy, thì chúng tôi cũng đề nghị yêu cầu là phải thực hiện nghiêm cái công tác trực phòng cháy chữa cháy 24/24 giờ và không được cho du khách và người dân ra vào các cái khu trọng điểm cháy rừng có thể xảy ra. Hy vọng với sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của tỉnh, sự vào cuộc chủ động tích cực của các địa phương, ngành chức năng, đặc biệt là sự phối hợp ủng hộ, ý thức trách nhiệm cao của người dân thì sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng có thể xảy ra. Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Dương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình đã tham gia với chương trình và trao đổi giải đáp nhiều vấn đề mà người dân quan tâm liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin khác của chương trình thời sự. Sở Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan tổ chức diễn tập đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các tình huống đặc biệt khẩn cấp năm 2024.
cuộc diễn tập với vận hành cơ chế triển khai các mệnh lệnh chuẩn bị phòng chống lụt bão của tỉnh, tình huống trước bão, trong bão và sau bão, các đơn vị nhận thông tin báo cáo và thực hành xử lý một số tình huống trong quá trình ứng phó với bão, vận chuyển dịch vụ KT1, hàn nối cáp quang và triển khai trạm BTS lưu động đảm bảo thông tin liên lạc trên địa bàn huyện Nho Quan. Buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và các trang thiết bị. Các tình huống diễn tập đề ra sát với thực tế, điều kiện địa hình, các tình huống thường xảy ra trong mưa bão và phù hợp với mạng lưới viễn thông của tỉnh. Các biện pháp xử lý nhanh gọn, hiệu quả, vận dụng thuần thục phương châm 4 tại chỗ. Thông qua hoạt động diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông, nâng cao khả năng tổ chức phối hợp, hiệp đồng giữa các doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền đến các cấp, các ngành và nhân dân nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm thông tin liên lạc trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng và phát triển hạ tầng mạng lưới viễn thông và các doanh nghiệp nhận thức được sự cần thiết phải phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ, dùng chung cơ sở hạ tầng mạng lưới thông tin liên lạc để thực hiện công tác bảo đảm thông tin trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra mùa mưa bão năm nay, các xã ven biển huyện Kim Sơn đang tập trung triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Kim Trung có hơn 3 km bờ biển với một số trọng điểm là các cống từ CT4 đến CT6 trên đê Bình Minh 3. Vì vậy, xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các ban ngành đoàn thể, các tổ chức doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo phương án, khi có bão lớn, các tổ tuần tra phải thường xuyên có mặt kiểm tra trong đê, ngoài đê và thân đê, kiểm tra các vị trí có thể xảy ra sự cố như cánh cống, mang cống, các lỗ giò, mạch sủi, các đoạn phía trong có ao đầm, kênh tiêu. Lực lượng xung kích tại chỗ thường trực với 15 đến 20 người, gồm các đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, thường trực tại vị trí quy định. Chúng tôi đã tổ chức biên chế các cái lực lượng hộ đê, hộ cống và các cái tổ công tác về thông tin, cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt thì là công tác vật tư, phương tiện hậu cần tại chỗ thì đã rà soát và thực hiện các công tác biên chế và tổ chức ký kết các cái tập trung các cái vật tư phương tiện về tại kho. Một vấn đề quan trọng luôn được các xã ven biển quan tâm sát sao là phương án di dân. Theo đó, khi có bão từ cấp 7 trở lên đổ bộ vào địa bàn thì phải di dời toàn bộ các hộ nuôi thủy sản ngoài đê Bình Minh 2 vào khu vực an toàn. Các phương tiện thông tin thường xuyên thông báo công tác phòng chống thiên tai đến nhân dân, tránh mọi tư tưởng chủ quan, ỷ lại, trông chờ trong phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Từ việc đánh giá thực trạng đê, kè, cống và các công trình thủy lợi, các xã đã xây dựng xong phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phương án hậu phương và di dân vùng bãi bồi ven biển, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình diễn biến của các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn và chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án khi có bão lụt xảy ra. Khi mà có thông báo về tin bão gần bờ thì chúng tôi là cử lực lượng tuần tra và đặc biệt là chúng tôi có xây dựng như vậy là 4 cái chốt để trực tại các cái tuyến trọng yếu. Chúng tôi cũng giao cho như 13 trên 13 xóm ấy là như vậy là phải chuẩn bị nhân lực, vật tư, tất cả để ứng phó khi có tình huống sâu nhất mà bão đổ bộ vào đất liền. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Kim Sơn đang được tập trung quyết liệt, tránh mọi tư tưởng chủ quan, ỷ lại, sẵn sàng chủ động đối phó khi có tình huống xảy ra.